Vinh Gồm xin kính chào anh em đam mê chim cô gái nha. Hôm gài buồn quá không có ra clip các bạn ơi. Ôi, hôm gài buồn vì tình hình dịch bệnh đất nước không biết sao đây, đang gặp diễn biến rất là phức tạp. Rồi còn cái bầy chim cu của mình hôm gài cũng bị thất thoát, buồn lắm cả nhà ơi. Hôm gài có một cơn gió độc nó đi qua, nó lụm hết mấy con chim cu quý của mình rồi, thổi mấy con chim đắt tiền không mới độc chứ. Hơi bởi vì mình nuôi ở ngoài trời á, nó cũng được cái này nó mất cái kia, cái gì nó cũng có u và phiết chứ. Ở ngoài trời khỏe mạnh mà làm khi có cơn gió độc đi ngang cái nó lật là không hay. Chim mình mạnh khỏe sẵn sẵn như sáng ra thấy nằm cứng đơ ở dưới sàn, ở dưới chuồng là biết rồi. Nó chơi. Còn có con mái lẻ loi, dứt hết con dân gồng rồi, dứt hết con dân gồng đỏ rồi. Thôi còn cái chuồng này thì nó dứt hết con dân gồng tim luôn, dứt mấy con độc độc không, sáng ra thấy gớt nằm dưới chính ngắt. Ai rồi bây giờ là tiết mục trả lời các câu hỏi của anh em đam mê ha, anh em đam mê chim sinh sản à. Thì bây giờ mấy anh em hỏi sao ghép mà nó ưa đánh nhau, giờ sao mà nó đẻ rồi nó ưa bỏ, rồi đẻ giữa chừng ấp giữa chừng cũng bỏ, đẻ thì không ấp, ấp giữa chừng thì bỏ. Rồi nói chung là bây giờ trả lời ha các bạn, trả lời thắc mắc của các bạn thôi, chứ còn mấy cái đôi đó nó gặp những trường hợp như vậy thì hướng giải quyết thì nó cũng không mấy là khả quan cho lắm. Tại vì ở đây mình cũng gặp như trường hợp như các bạn chứ không phải là không gặp, mà đa số ai ghép chim cu sinh sản cũng vậy hết trơn á, chứ không phải là một mình các bạn không. Chiều tối rồi cho nên nó không được sáng. Rồi đây là cái đôi chim thái tốc độ mình mới vừa bỏ vô ghép đó, mình ghép được một tuần lễ thì nó nhảy lên ổ đẻ và nó ấp cũng được một tuần lễ luôn rồi đó. Thì hôm bữa cái clip trước mình quay cho các bạn xem là mới bỏ vô ghép, bây giờ nó đã ấp rồi đó. À, nếu mà cái đôi nào nó cũng được thuận lại như vậy hết trơn ha, nói chung thì cái đó quá là dễ dàng rồi, nó như gà vịt cũng một câu rồi, nó đâu còn là thú vị và đâu đâu có còn là giá trị nữa.
dễ đẻ như gà, dịch thì mình đâu còn vấn đề gì để nói, thì nó đã tràn lan rồi, đâu còn giá trị gì, đâu còn hứng thú để mình chơi nữa. Như vậy cũng chưa chắc thành công, các bạn mới ấp con từ ngày nào nó nở rồi nuôi con thành công rồi mới đạt, rồi bắt đầu đi ra rồi. Đó, bắt đầu con này nhảy vô đi đi ra. Đó, cái đầu mình quay cho các bạn xong cái đôi này, cái bắt đầu nó bỏ luôn là mình mất luôn. Thôi không động nữa. Đây, cái đôi kia thì im ấm, còn cái đôi này nó đẻ 5-6 lần rồi đó các bạn, bỏ không à, không mắc lần nào hết trơn á. Nó không phải là đôi nào mình ghép nó cũng đạt đâu. Nó hôm nay thì đang nuôi con. Thôi mình đứng ra đây xa xa mình không chọc ghẹo nữa ha. Rồi thì các bạn vô hỏi mình, khi mình trả lời gì các bạn nghĩ rằng mình khi làm hiểm này nọ, không có chia sẻ kinh nghiệm này nọ, nuôi sinh sản này nọ rồi đó, thì trước giờ mình chia sẻ cái gì của mình thì tình hình các bạn ơi. Trời ơi, mình chơi mà đâu phải mình lấy cái này để mình làm giàu làm có gì mà ôm mình. Thử các bạn trại chim nào cũng vậy, ai nuôi sinh sản cũng vậy hết các bạn ơi, chứ không có gì gọi là hay ho gì đâu. Bởi vì các bạn thường thấy người ta xưa nuôi sinh sản, người ta có cái lượng vú nuôi đó là nó phòng cái trường hợp mà nó bỏ là nó cho nắp nè, đó. Che chắn nó lại, che chắn nó lại cho nó kín đáo, thì khả năng nó sẽ ấp ấp nở thành công. Ví dụ như cái chuồng cao như vậy, mình che từ phân nửa chuồng, che lên, che bít gịch, che hết bốn góc luôn, che lên đó, còn cái khoảng trống là cái khoảng ở dưới thôi đó. Tức là ở trên là nó giống như ở trên là phòng vậy, ở trên là phòng kính phòng ngủ vậy. À, còn ở dưới là phòng khách nó vậy đó, che từ nửa chuồng, che lên, che hết bốn phía luôn, để cái tổ trên đó là nó lúc ấp đó là nó đâu có thấy ai đâu, nó ấp trên đó nó đâu có thấy con gà vịt chó gì với người ta nào đi ngang đâu, thì nó yên tĩnh ấp đó. Còn vụ đang người ta đang đang ấp vậy mà gặp người lạ đi ngang giật mình, gặp chó mèo đi ngang hết hồn chân, nó nhảy lộn xạ, từ đó nó dễ bỏ. Với đa số mình nuôi mấy cái lồng mà chật quá, chẳng hạn như mấy cái lồng thứ này hoặc cái lồng mát này nọ đó, nó cũng dễ bỏ lắm, nó không có không gian nhiều á, chật chội này nọ nó cũng dễ bỏ nữa. Mà cái trường hợp bỏ tổ là thường gặp nhất là những cái đôi chim tơ mới lớn, những cái đôi chim tơ mới lớn thì rất là dễ bỏ tổ đó, cái dạng người ta còn nít nôi rồi đó, mới bắt đầu yêu đương đẻ chữa rồi đó mà không biết nuôi đó. Nhỏ mà bạn sao có kinh nghiệm nuôi con nuôi cái đâu, mới lớn rồi yêu đương rồi gặm gật rồi bắt đầu có bầu có chữa rồi đẻ, đẻ xong có biết nuôi biết gì đâu, đẻ xong thì đem về cha mẹ nuôi, ông bà ngoại ông bà nội nuôi, thường thường như vậy. Thì chim, bởi vì chim nó cũng vậy, nó đẻ lần đầu nó không kinh nghiệm, mà thêm nó trong cái môi trường con kiểu dạng như công nghiệp nữa, môi trường lồng nữa, người đâu có biết đâu. Bán chim ở ngoài thiên nhiên thì nó có bản năng,
Đó. Còn chim mà tối ngày ở trong lồng nhốt không à, nó dạng là nó ngu hơn mấy con ngoài á. Mấy con mà mình ít cho nó ra ngoài xã hội đó, ít ít cho nó ra ngoài đường xá nào đó, thường nó sẽ ngu hơn. Mấy con mà lăn lộn ở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ khôn hơn, nó có bản tánh. Chim tơ thì đặc biệt thường xảy ra vậy, thường xảy ra những trường hợp đó luôn các bạn ơi. Nói chung là ai nuôi cũng vậy thôi. Một chục đôi là hình như nó bỏ hết 7-8 đôi, được 20 đôi nó ấp nở nuôi là mừng. Từ từ nó già nó có kinh nghiệm. Ở đây cũng vậy, mấy đôi tơ mình cứ để tới 5-6 lần mình mới bắt đầu từ đó mình mới lấy được. À, như cái đôi này nè, bắt nó đẻ tới 6-7 lần nữa mình lấy không được lần nào, chứ tới một lần là nó ấp, nó đẻ ấp nở nuôi thành công, bắt đầu nó đẻ xuyên suốt, mất lấy con nó ra là đẻ, lấy con nó ra là đẻ đó. Rồi nói chuyện hồi nó mê mê rồi nói chuyện hồi mê mê tối hụ luôn rồi. Ở đây nó mình nuôi nhỏ lớn chứ có chó rồi đi qua lại nhỏ lớn cho nó quen, chó nó không bị quản hồn. Rồi các bạn ơi, chiều chiều nay thì rảnh rỗi xíu ra là quay chia sẻ với các bạn một số vấn đề như vậy thôi, chứ có gặp trường hợp nào các bạn hỏi thì mình trả lời tiếp, chứ giờ hết biết đường để nói. Bây giờ thì mình lên chiếc xuồng đó, giờ mình bơi về cái chòi bên kia và mình nghỉ thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Rồi, chúc tất cả mọi người luôn được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.